đứa là quen nhau được bao nhiêu lâu? Dạ tụi em quen nhau được 5 năm. 5 năm không? Dạ. Mà chị thấy hai tính cách này có bộ là hợp tan hơn nhiều đúng không? Dạ 20 lần chứ mấy chị. Trời ơi. Kỹ luôn. Trời. Em tên là Vũ Minh Nhật, năm nay 30 tuổi. Hiện đang làm việc tại công ty Nokia Việt Nam. Em là Minh Giang, năm nay em 29 tuổi và hiện tại em đang công tác tại phòng nhân sự của công ty tư vấn Mekong Capital. Ủa rồi cơ duyên nào mà hai bạn gặp được nhau hay vậy? Khi em đến dự một bữa tiệc cùng chung với cô bạn gái và anh là bạn thân của bạn trai của cô bạn gái kia. Thì em đến trước và em ngồi xuống, một lát sau anh này đến ngồi bên cạnh em luôn thì em mới liếc nhìn. Liếc sao, liếc sao? Em nói chuyện với bạn em ngồi đối diện giống như anh Thuận vậy thì em sẽ nói chuyện với anh Thuận như thế này mà em liếc nhìn. Em có thấy cổ liếc không? Dạ không thấy ạ. Không, em liếc và em nói, em nghĩ thầm trong bụng là em nói là trời ơi sao anh chàng này nhìn giống ca sĩ Đăng Khôi quá ta. Sao mà liếc gì mà sao thấy giống Đăng Khôi được ta? Không, em liếc nhiều lần anh. Đúng ra là phải nhìn vậy nè. Nhìn gì mới thấy là giống Đăng Khôi đúng không? Em nghĩ đó là cái kỹ năng đặc biệt em có. Ở trong suốt buổi ngồi sát bên cạnh em nhưng mà không hề nói với em tiếng nào. Em mới nói với cô bạn mà em đi chung á, em nói là sao anh nào ngồi bên cạnh vậy? Cái xong bạn em mới nói nhỏ lại: trời ơi, bớt mơ đi bà, người ta dân Việt Nam Airlines đó. Trời ơi, một cô gái như vậy mà lại không để tâm để ý sao kỳ vậy? Bàn tiệc rất là đông người nên em cũng không có để ý. Không có nhớ Giang là ai, vẫn chỉ nhớ có người bạn gái trông rất là hơi quê quê, hơi đen đen. Dạ. Cái ấn tượng đầu tiên em thấy là anh chàng này chảnh quá. Lúc đó là cô bạn em lại còn nói thêm vô là trời ơi đừng có mơ và đừng có với tới. Nên là em lại càng tò mò. Rồi tới cuộc gặp thứ hai. Lần thứ hai là lúc đó là cả hội bạn rủ đi hát karaoke. Cũng lại là cái cặp bạn của em đó. Dạ. Và em ngồi em hát, em hò rồi em nhảy múa. Lát sau anh chàng này đến. Và trong cái buổi karaoke đó chỉ có 4 người mà bạn này cũng không để ý gì đến em luôn. Trời ơi, là đang nhảy mà cũng không để ý luôn hả? Trời ơi, em cố gắng rồi anh Thuận, em cố gắng em nhảy nhót, em hò hết, em làm đủ kiểu giống như rất là sôi nổi. Nhưng mà ngó qua thấy anh chàng này vẫn cấm cúi nhắn tin. Sau em quay qua em nói với nhỏ bạn em nói chứ đúng thiệt rồi mày ơi, chảnh quá. Lần gặp thứ ba là sau cái lần karaoke khoảng 3-4 tháng. Lúc đó là sinh nhật của cô bạn gái đó. Thế này đến, vậy là cũng ngồi bên cạnh em nữa. Nhưng mà lần này... Vô tình hay cố tình vậy em? Vô tình vào sau, tại vào sau thì còn trống chỗ nào thì em ngồi chỗ đó. Dạ. Ý trời sắp đặt. Mà thật ra nhiều khi không phải vô tình đâu chị, mà cô này cô gài cho anh ngồi kế bên. Không phải, không có, mà bữa đây em không có biết thiệt. Nhưng mà bắt đầu anh này mà ngồi xuống là lập tức trong đầu em là đã có sẵn chiến dịch mà kế hoạch rồi. Thế em nghĩ em đợi em. Vẫn dùng chiêu liếc mắt thôi. Dạ. Có thành công không cưng? Em bắt đầu vào và em quay qua em bắt chuyện. Tại mấy lần trước không bắt chuyện với em nên lần này em chủ động em bắt chuyện trước. Trong cái cuộc nói chuyện đó thì em cũng chứng tỏ rằng là mình rất là tự tin, mình rất là năng động để cho anh chàng này có thể là sẽ bị thu hút. Bởi vì trước giờ là em cũng khá là tự tin là mình gặp những anh chàng khác mình cũng có thể dễ dàng thu hút đối phương. Nhưng mà riêng anh chàng này em phải vận nửa công nhiều hơn. Rồi cái lần thứ ba đó, cái cảm giác em về cô bạn này sao? Là lúc đó là bị dính cái chiêu của bên bạn gái đó, tức là bạn và tức là cố tình bắt cho mình để nói chuyện, bắt chuyện với nhau. Không, mình đi thẳng vô vấn đề là bạn dính bẫy sao đi? Khi mà đi chuyển cái địa điểm để mà đi một cái tăng thứ hai, bạn đấy lại đưa cái xe bạn đấy cho cái người khác chạy, xong rồi nhờ Nhật chở Giang được không? Tại vì hôm bữa đấy là có một anh chàng cũng đang cưa cẩm nhưng mà em lại không thích bằng anh này. Cho nên là thôi em tỏ vẻ luôn, em nói thôi bạn tự đi xe của mình giùm Nhật chở nha. Rồi sau khi mà chở nhau về rồi sao? Tụi em về đến nhà xong thì anh chàng này có xin số điện thoại của em. Đó là Giang ơi. Mà em có gợi ý không? Dạ không. Trời, lúc đó em biết em hơi thắng rồi anh. Cái đó thì theo bản năng lịch sự, để xin số điện thoại là nói là thôi để ngày mai có gì Nhật liên lạc lại, nhắn tin lại. Ngày mai có nhắn tin lại không? Dạ ngày mai thì em vẫn đi làm bình thường và em cũng quên bẵng đi cái chuyện ngày hôm trước. Trời ơi. Rồi cho đến tối ngày hôm sau thì em mới nhận được tin nhắn. Người gì đâu mà không có biết giữ lời hứa. Kêu nhắn tin liên hệ lại mà không thấy. Làm tôi phải tốn 500 tôi gửi lại. Nhắc khéo mà nhắc khéo đáng yêu. Sau đó thì em cũng mới xin lỗi và hẹn nhau rồi đi chơi. Nhưng mà cái mục đích của những cái chuyến đi chơi đấy là theo Nhật nói chuyện rất là trịnh trọng với em là
Nhận thấy cũng vui, nhưng mà bây giờ chúng ta nên đi chơi với hội bạn Nhật rồi đi chơi chung Nhật để mình coi thử mình có chính thức tìm hiểu nhau được hay không. Ý là đi chơi để mà tìm hiểu, là tìm hiểu xong mới yêu chứ không phải là yêu đâu anh ạ. Em nhớ nhất một cái lần ghé qua cái quán sinh tố trên đường Lý Chính Thắng á, em đang ngồi uống sinh tố và đưa ra ly sinh tố để em hút một phát là hết luôn cái ly. Trời. Xong thì Nhật mới nhìn em, xong đó Nhật mới nói là Nhật có vài điều muốn chia sẻ với Giang như sau. Vài ngày qua là Nhật và Giang có đi chơi với hội bạn và tìm hiểu rồi với nhau. Tuy nhiên Nhật có vài điều chia sẻ. Điều thứ nhất, Giang sôi nổi quá, nhiệt tình quá cho nên Giang quá ồn ào. Điều thứ hai là Giang nói nhiều thì tốt nhưng mà hình như là cái mâm nào cũng có Giang hết trơn. Và cái điều thứ ba là Nhật đề nghị là Giang phải tế nhị, nhẹ nhàng, dịu dàng, nết na, thùy mị và đoan trang hơn. Chị biết là lúc đó chỉ là tìm hiểu nhau chứ chưa yêu. Mà răng em như vậy, em bực mình quá, em đứng dậy em nói, em đùng đùng em nghe, đi về. Nhưng mà tại sao em lại trong lúc tìm hiểu mà em dám đưa ra ba cái điều răng đó, là mục đích em muốn gì? Thì em nghĩ sao em nói thẳng vậy, nhưng mà không ngờ thì bạn lại giận lên luôn. Là góp ý để tìm một viên ngọc cho nó đúng với ý của đúng mình. Đúng rồi, dạ, dạ. Mà dạ. Đã tìm ngọc đó đúng không? Dạ, tại vì tiêu chuẩn của bạn này là nhất là đi chơi với hội bạn thì những cái cô, những cô bạn gái của bạn, những anh bạn trong trầm lắng, dịu dàng, nết na, thùy mị, đảm đang. Rồi sau những cái lời góp ý đó thì em có sửa đổi không? Dạ không, em đùng đùng xong đúng rồi đúng. Em gọi điện thoại và em mắng anh này, em nói là từ ngày mai đừng có qua đây nữa nghe chưa, không tìm hiểu tìm hết gì hết, không có hợp đâu. Lúc đó em mới thấy là thôi căng quá rồi, coi cái kiểu tiếp cận này nó không có được rồi, hiệu quả rồi, thì em mới nói là thôi coi như Nhật chưa nói gì đi. Mấy ngày nay đi chơi cũng thấy cũng vui đó, thôi làm lại từ đầu coi như chưa nói gì hết. Sau cái lần đó em nghĩ trong đầu, tức là thôi để rèn từ từ đi. Hai đứa là quen nhau được bao nhiêu lâu? Dạ tụi em quen nhau được 5 năm. 5 năm phải không? Dạ. Mà chị thấy hai tính cách này có bộ là hợp tan hơn nhiều đúng không? Dạ 20 lần chứ mấy chị. Trời ơi. Kỷ lục. Trời, quen nhau 5 năm mà chị thấy 20 lần. Thường á thì những cái lần như vậy nó là như thế nào? Ví dụ như vậy là cái giận hờn rồi chia tay, hay là nó là chia tay thực sự xong rồi mới làm lại? Cũng nhiều lần thì nó cũng ngắn thôi. Nhưng mà em cũng nhớ là có một lần thì là lần đó chắc là lâu nhất. Cái lần đó là Giang có đi về quê ở ngoài Quảng Ngãi, sau đó là đi vào Sài Gòn. Thì em ra đón, sau khi đưa về nhà trọ của Giang thì Giang vào trong nhà tắm. Ở ngoài thì em có tiếng tin nhắn, thì em cũng tò mò thì em xem cái tin nhắn. Ước gì mà anh ôm được em. Tại sao lại có cái chuyện nó xảy ra? Dạ cái này là lỗi hoàn toàn do em chị ạ. Tại vì anh chàng đó theo rồi xong cũng cãi vã. Và Nhật có nói em là anh chàng đó đã được đặt vào trong danh sách đen. Nhưng mà đợt đó thì em đi ngang tàu qua thì anh ấy ảnh nói là không, bây giờ anh chỉ ra muốn ra gặp em để anh đưa cho em cái hộp cơm gà thôi. Em cũng tình thiệt là em nghĩ rằng thứ nhất là ra lấy cơm đem vô mình ăn, với thứ hai nữa là bạn trai mình đâu có biết đâu đúng không. Lần đó giận bao nhiêu lâu em? Dạ 3 tháng rồi. Trời ơi, vậy là rồi sao, sao mà quê được? Em lên một kế hoạch rất là chi tiết. Nữa kế hoạch nữa. Em chuẩn bị một hoa, mua hoa có chữ Nhật ở trên, cái chữ story rất là lãng mạn. Anh này là em biết cái lịch hay làm đêm thì em sẽ lên ngay chỗ sân bay và em sẽ đứng đợi. Trời. Thì em tính là lúc mà đợi anh này đi ra là em sẽ cầm mông ra và em nói là Giang xin lỗi. Dạ mọi kế hoạch đều đã đang được chuẩn bị rồi, em lên em đang em đứng đợi anh này đi ra. Em thấy em kêu anh ơi chạy lại, xong anh ấy quay qua nhìn em xong đi tiếp. Trời ơi, xong kêu em tan nát. Anh em nghĩ là trời mình là gọi là tâm lắm rồi, có tâm chạy mà theo, chạy theo. Dạ, không chạy theo nổi, tại sốc quá, tại kêu quá trời luôn. Sốc nhưng mà quá mà chạy gì em gì hả? Nó cười quá không vậy. Phải tại vì mình muốn cầu hòa là mình phải chạy theo, gặp chứ. Chị là chị bỏ luôn rồi đó. Mà anh này chạy rất là nhanh, mà anh này đi cũng nhanh nữa. Xong em về nhà em nói là thôi xong rồi đó, bây giờ đã gọi là mình đã chuẩn bị rồi, mình đã rất là thành thật như thế rồi mà xuống nước quá rồi, tận đáy rồi đó, mà cũng kỳ cục vậy. Dạ nhưng rồi mà sao nữa em? Em về nhà rồi xong em đi chơi với bạn, mà em lấy cái bông em bỏ vô sọt rác. Đi chơi rồi sao nữa? Em đi chơi đêm rồi đó đến có ngủ được không? Dạ không chị, nửa đêm em cảm thấy vẫn còn tức rồi, ức. Nên em gọi điện thoại, trời ơi làm như là ngon lắm nha, mà hả
tôi đang phải chửi mày này nè, em chửi quá thì chửi mà vừa chửi mà vừa khóc chị. Em phản ứng sao với cái thực sự là lúc mà em ra thì em cũng nghe cái tiếng ai kêu, nhưng trời tối khuya thì em cũng không thấy. Nếu em biết thấy thì chắc cũng lịch sự em cũng phải đi lại coi cái nghe nó như thế nào chứ, chứ em không bỏ đi như vậy. Thì sau đó thì nghe Giang khóc, mình cũng mũi lòng, với lại thời gian cũng lâu rồi, cũng 3 tháng. Mà trong thời gian đó thì Giang cũng hay gọi điện rồi cũng nói năn nỉ nào kia rất là nhiều. Dạ mà em gọi điện nhưng mà anh chàng này cao giá lắm anh. Em gọi điện xong quay qua: nè đừng có gọi nữa nghe chưa, có biết rằng đây có bạn gái rồi hay không? Chị ngưỡng mộ em quá Giang ơi. Sau bữa đó là về đúng không? Như chị hỏi nè, cho tới thời điểm này khi mà hai đứa lấy nhau rồi đó, thì ai là người hay ghen nhiều? Hai chồng em được cái là có bất kỳ một cái điều gì khúc mắc hay là trắc trở, thậm chí là ghen là đều nói thẳng vào mặt nhau rồi chị ạ. Thẳng vào mặt nhau luôn. Mà thậm chí mà em nói mà em cảm thấy là chưa xong là em dựng đầu dậy em nói tiếp. Cho nên trước khi cưới là anh chàng có đưa cho em 10 điều răng. Trời ơi, 10 cái gì? Hồi đó 3 điều vô lên tới 10 điều. 10 điều. Dạ. Mà bây giờ em có thể kể được cái 10 điều đó. Em nhớ nổi cái 10 điều răng đó không? Dạ nhớ chị, không nhớ sao sống nổi chị. Sao đâu? Ngưỡng mộ em. Dạ, điều đầu tiên đó là không được say xỉn, uống bia uống rượu. Dạ. Không đi chơi khuya, đi ba đi sàn. Không ngồi lê đôi mắt tám. Chấp nhận. Dạ. Mấy điều răng đó tốt. Dạ, không được suy diễn, không được đỉnh đoạn, không phóng nhanh vượt ẩu. Tại em có một cái tật mà em cứ ngồi lên xe là em thấy có một mình em trên cái con đường đó. Không được bất cần. Bởi vì một khi mà bất cần ấy là em tự em đi, em bỏ em đi chơi một mình. Không cần biết gì hết. Dạ, không... gì anh nhỉ? Phải dịu dàng. À đúng rồi, phải dịu dàng. Phải dịu dàng. Không, mà cái điều này em chưa làm được chị. 10 điều này á, đều chị thấy đều đúng hết trơn. Đúng rồi. Tại vì đó đều là những cái điều mà người bạn đời của em muốn em hoàn hảo hơn trong mắt của ảnh cũng như trong mắt của mọi người. Chị thấy vậy này, rõ ràng là ở Nhật á, mong mỏi Giang rất là nhiều thứ. Em thấy cái gì ở Giang là em muốn thay đổi nhất cho em? Dạ. Dạ chắc là cái tính mà hay suy diễn á. Dạ ví dụ như bình thường đi làm rất là về, rất là đúng giờ, thì một hôm thì đi về trễ. Thì bắt đầu là trong đầu em sẽ suy diễn. Về trễ có nghĩa rằng là đi đâu có thể đi nhậu, hoặc là đi nhậu hoặc là điếu cô nào. Và điếu cô nào xong rồi em lại suy diễn tiếp, chứng tỏ rằng là không có thương vợ thương con. Và không thương vợ thương con vậy thì đâu có tin tưởng. Rồi em suy diễn từ từ ra thành một cái câu chuyện, nói chung là đang nhỏ ra sợ bự. Con xé ra thành một câu chuyện bự. Vậy thì cái tính xấu của chồng em là gì? Nhìn thấy đó, cứ toàn là cho em vài điều mà. Tính em thì đúng là đỉnh đoản hoặc là đôi lúc sôi nổi quá, nhưng mà cái lúc mà em gặp khó khăn hay là gặp chuyện gì em cần chia sẻ thì em nói với Nhật á, em cái lúc đó em chỉ muốn nói ra cho nó hả dạ em, nhưng có người đang nghe em trút thôi. Mà lần nào em vừa nói ra xong là anh lập tức là em đã sai những điều như sau. Lúc đó là em rất là bực mình. Trời mà anh không biết là cái lúc đó là cái tâm trạng mình chỉ muốn là được có người lắng nghe và chia sẻ thôi. Nhưng mà cứ vừa nghe xong là lập tức em đã sai 1, 2, 3, 4 và em đã làm không đúng, lần tới em nên làm 1, 2, 3. Em nghe xong là em ù tai luôn. Thực ra cái điều á mà Nhật luôn luôn muốn ở Giang là sự hoàn hảo, còn cái điều ở Giang muốn á là sự sẻ chia. Đúng không? Thì thưa chị thấy vậy nè, em á lâu lâu mà cổ có cái điều gì cổ muốn nói đó, em chịu khó em nghe đi. Em nghe đi mà ngay lúc đó em đừng đưa ra 1, 2, 3, 4 điều răng. Sáng mai em nhắn tin. Dạ. Em nhắn tin, đúng không? Thì lúc đó cái cảm nhận của em sẽ khác đi. Hy vọng là qua cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay mà hai vợ chồng sẽ càng ngày càng khăng khít thương nhau nữa. Rồi, xin cảm ơn vợ chồng Nhật và Giang. Dạ, xin cảm ơn. Anh nhận em làm em gái. Ông có khùng không? Từ Sài Gòn trời lên đây ông nhận tôi làm em gái. Vụ làm như thiếu em gái mà. Bây giờ yêu cưới không yêu thôi về. Em nói được là cưới luôn, còn không là yêu chứ không thích em gái. Em gái mưa, anh chơi mưa làm chi vậy, mệt lắm. Dạ xin chào mọi người. Dạ em tên là Lê Nam. Hiện là em sinh ngày 8 tháng 8 năm 1981. Quê quán Quảng Ninh. Vào Sài Gòn sinh sống từ hồi nhỏ tới lớn. Dạ, hiện bây giờ em đang công tác ở tại sân khấu kịch của Hồng Dân. Dạ đây bà bầu của em. Đây vợ em. Dạ em xin chào quý vị khán giả có mặt tại trường quay. Em tên là Ngọc Huy, năm nay em 33 tuổi. Hiện tại em đang kinh doanh tại nhà. Anh cứ thắc mắc hoài, từ ở ngoài cho tới bây giờ luôn. Anh không hiểu tại sao Lê Nam nó lại có thể có một cô vợ là quá đẹp như vậy. Dạ hồi trước là đây là cua đây, chứ không đây cua đây nha. Trời ơi, cái đó là nói nghiêm túc.
Hồi xưa là em là nổi tiếng cấp khu phố. Cứ tới khu phố 5, khu phố 6 hỏi Lê Nam diễn hài người ta biết. Còn ngoài khu phố là không ai biết hết. Vậy mà bà kiếm được em. Bà mê giống như bà nói, trời anh này đóng, giống như đóng phim mà có duyên quá. Thì em mới hỏi, ủa đóng phim gì? Nói đóng phim Hàng Mặt Tử. Cái phim Hàng Mặt Tử tôi đóng mùa nào ta? Như nhầm nhầm đúng không? Không nhầm, thiệt. Là cái thời đó mới vô nghề á, đóng vai quần chúng khoảng 200-300 người quần chúng vậy đó. Mà không biết sao nhìn ra được em. Mà đúng không Nguyên? Dạ, đấy. Chắc duyên số anh. Mà sao? Cả sao trăm quần chúng mà em không nhận ra mà em nhận ra lên không vậy? Biết sao không? Thực sự có cái gì. Em đóng quần chúng mà em cũng thuộc dạng ảo cũng có hơi tính toán á. Em thấy cứ cái mà cặp chính mà đi vậy á là em đứng xăm chỉ. Em chỉ trời, chỉ mây gì đó. Em không thoại gì đó, em chỉ gì đó. Cái quay chính là vô cận em. Thấy được em, cái bà tưởng em đóng phim gia chính. Thật sự là em quần chúng. Rồi Quyên chia sẻ cho anh biết thêm coi có đúng như vậy không. Em với ảnh là quen nhau là em biết ở trên Facebook. Là lúc đó là em đã có người yêu rồi. Rồi xong lúc đó là em biết anh này là làm diễn viên. Thì em mới vô em kiếm nick ảnh. Xong em kết bạn với ảnh thì ảnh cũng chấp nhận lại liền luôn. Tại đẹp quá mà chấp nhận liền chứ. Xong rồi vô em cũng nói chuyện rồi nhìn hỏi là anh còn đi đóng phim không. Rồi ổng cũng trả lời là anh ít đi lắm rồi. Lúc đó là em không có nhắn tin nữa. Xong bẵng thời gian lâu cũng lâu á. Cái em chia tay bạn trai em. Cái lúc đó thì ổng em hay viết SLT buồn trên Facebook á. Ổng nhảy vô liền. Comment chia sẻ đúng không? Dạ đúng rồi, ông vô là ông comment rồi, rồi ông cũng an ủi rồi. Xong mà hai đứa em mà mới hẹn họ gặp ở ngoài chùa bà. Vậy hả? Dạ cái sự tích là như vậy. Kể không có chi tiết cái gì hết, kể nó phải có chi tiết. Là vậy, kết bạn mà em thấy đẹp quá. Thì cũng nhảy vô kết bạn mà không biết bây giờ phải nói chuyện sao. Rồi tìm hiểu này nọ coi xem người ta có người yêu chưa. Thì thấy có người yêu là bắt đầu bữa đó buồn liền. Lại có người yêu rồi thì sao mình cua được. Thì giờ chỉ chuyển phương hướng là chù thôi. Chù để chia tay rồi mình nhảy vô chính giữa. Đó thì được cái chù linh. Chù khoảng được đâu hình như là tháng mấy á là chia tay luôn. Thế mình nhảy vô giống như là an ủi. Em ơi em đừng buồn nữa, chắc anh ấy say nắng rồi bắt đầu anh ấy sẽ quay lại. Nhưng nói vậy thôi chứ thực sự là mong đi luôn á. Đi luôn con người em dễ sợ quá Nam. Thì đó này. Thì bắt đầu cái nó em đừng buồn nữa thôi, anh nhận em làm em gái anh. Rồi có gì anh sẽ che chở cho em đồ này nọ đồ. Xong cái bắt đầu tìm hiểu nhau thời gian dạ. Cái ngày quyết định là thôi gặp mặt. Lên gặp mặt. Tại sao lại gặp ở chùa? Tại cái địa điểm đó là cái chùa bà đó. Chùa bà ở đâu? Chùa bà Bình Dương á anh. Đó thì em chạy từ Sài Gòn em chạy lên em đi quay. Rồi sẵn hẹn gặp mặt luôn. Nhưng mà nhà Quyên là ở Bình Dương hay sao? Dạ em dạ ở lên. Ngay Thủ Dầu Một á anh. Lên tới đó thì vẫn thôi em ơi em nhận anh nhận em làm em gái. Mà bà thì ở sau lưng thì đưa cái tay ôm vậy mà. Em gái tôi ơi. Bạn nói thôi ông có khùng không, từ Sài Gòn trời lên đây ông nhận tôi làm em gái. Bộ làm như thiếu em gái mà. Rồi giờ yêu cưới không yêu thôi về. Dữ vậy. Dạ em nói vậy đó. Em nói được á là cưới luôn, còn không là yêu chứ không thích em gái. Em gái mưa anh chơi mưa làm chi vậy, mệt lắm. Cái ông nói ông cũng vậy mà ông kêu thôi là ôm đi, ông kêu em á thì ôm, mà ông cái em ôm liền luôn. Đang Sài Gòn lên Bình Dương. Xong cái chở vòng vòng không biết đi đâu hết. Kêu đi ăn đi uống thì không đi. Nói thôi anh ơi đi uống cà phê. Cũng được, cái trong đây có cà phê võng này vui lắm. Nó ủa cà phê võng bộ đau lưng hay sao vô trong đó chứ vậy. Thôi kệ cũng vô cà phê võng. Vô ngồi cái tự nhiên cái ta tưởng ta nằm một cái võng đi nó cũng có cái vui. Nằm hai cái võng. Rồi ngủ vô đây chi. Tức nói, sao cái này má bị lẳng lãng sao tự nhiên cái ngủ vô đây nằm hai cái võng. Cái tức quá nằm võng đây kêu suy nghĩ rồi. Giờ giả bộ thì đo chiều cao, tại vì cũng tâm sự là cao mét mấy rồi cũng nói hết rồi. Mà cũng sao xạo ra, em ơi em đo chiều cao với anh đi, cái gái để chi, để đứng đây cái tới đây cái là mình ôm luôn. Cái kiểu gì đó. Cái kiểu vậy, bà cũng đứng bà đo, tự nhiên bị nhót anh, không dám ôm. Em suy nghĩ liền, tại bà này bà gửi mình vô đây. Mới vô mình giống như con hổ gì đó. Mình tính là làm thịt con mển này. Nhưng ngủ cuộc tự nhiên mình thấy, ủa sao mình giống con mển vậy. Tự nhiên vô đây, tự nhiên cái bà gài mình vô cái thế này. Không được, phải giữ mình chứ. Em giữ được qua cái hai cái giọng đó. Nhưng mà Quyên, dạ, anh thắc mắc tại sao không hẹn đi cà phê bờ sông hay là cà phê máy lạnh vậy? Sao là cà phê giọng? Phải, do là lúc đó em thấy ảnh trên Facebook, em chưa thấy ảnh ở ngoài đời. Mà lúc mà leo lên xe anh chở em chưa có thấy mặt ổng luôn. Ổng cứ chạy, ổng không có quay qua gì luôn. Em cũng nghi lắm, em biết là có xấu hay đẹp nữa. Thì đó, đưa vô cà phê giọng tới thui cũng không có thấy mặt. Bởi vì em đi nghe qua, em thấy cái quán cà phê, cái tự nhiên cái ông đuổi em đi ăn ốc, em không có chịu. Em nói thôi giờ đi ngang cái quán cà phê thôi, vô quán cà phê cho trời nằm chút đi. Cái ổng không chịu luôn, cái chạy vô mà tự nhiên vô đó tới tối thui
em không thấy được cái mặt ổng, thấy được cái dáng không mà. Nhưng mà đặc biệt cái là em mê cái là cái giọng nói của ổng, em mê lắm luôn. Ôi. Mà lúc nào ổng nói với em là lúc mới quen mà cứ nói là nói chuyện gia đình rồi có con rồi tương lai sau này làm cho mình mê càng khoái nữa. Dạ càng khoái, tự nhiên mình là lúc là em 30 rồi, em muốn có chồng, muốn có gia đình rồi muốn có con nữa. Rồi sau đó là có trao luôn nụ hôn không? Không. Dạ không, em không có trao nụ hôn, em thực tế lắm. Rồi cái nụ hôn đầu tiên ai là người cướp của người kia? Dạ không, không có cướp. Không nhớ luôn á. Là lúc đó ông quay ở Bình Dương, ông mới kêu em là giờ ông quay 9 giờ sáng xong rồi. Để kể cho nghe. Kể nó phải có chi tiết. Rồi để quay Bình Dương, sáng quay một cái, tối quay một cái. Rồi cái dòng buổi trưa đi đâu không biết. Phải alo bữa nay ông xã lên Bình Dương đi quay, mà quay sáng cái trưa cái giờ đi đâu. Nói gì thì đi vòng vòng chơi, nói ủa chưa nắng vòng vòng ngoài đường chơi giống khùng vậy. Có nhà ông bác, ông bác ông kế bên mới xây mấy cái phòng á, vô đưa chứng minh là vô thôi. Ờ vậy thôi vô đi. Nói không được vô đó sợ ma lắm. Bảo ông thiệt lòng, nói thôi vậy thôi thì em lên em có em ngủ. Đó thì lên xong rồi tắm giữa đầu. Rồi chị gì đến nó lên. Sau đó là quyết định cưới luôn. Nhưng mà em là có cái linh cảm rằng là vô trong đó là... Em không sợ. Tại vì lúc đó ở đầu em nghĩ là cái anh này là em phải lấy cho bằng được. Em đâu có sợ. Thì nó vậy anh đi tắm đi, em mới ngồi ở ngoài em coi phim. Thì ổng vừa ra tự nhiên cái ông kêu em đi tắm đi em cũng biết. Không thì thực sự trời nắng mà, đúng không, hiểu không? Trời nắng thì vô mình tắm để mình ngủ thôi đúng không? Thì mình làm một người đàng hoàng, tự nhiên ba tắm, ba ra ba quấn khăn là sao? Em kỳ vậy. Thì thực sự em giữ mình lắm. Nhưng sau cái cú quả quấn khăn là em hết giữ mình nổi rồi. Là đứa nào là hổ, đứa nào là mệnh? Là em là hổ. Nhát lắm, nhẹ nhát. Ông nói bà này bà làm gì thu vậy? Bà tránh có xa tôi. Cô nói vậy luôn đó. Bà tránh xa tôi ra đi. Dạ có. Ôi vậy hả? Dạ. Em mắc cười lên, em nói ông này em bị gì vậy ta? Làm gì mà 36 tuổi bị nhát dữ vậy trời. Sau đó bao lâu thì hai đứa mới cưới nhau? Dạ mấy tháng rồi, quen được mấy tháng rồi cưới luôn anh. Về vừa đẻ đứa đầu đây cho con bú là đứa thứ hai có luôn đó. Cái ngồi có cái bụng, ủa sao bụng mình càng ngày càng bự ta mà quấn khăn rồi chườm gừng này nọ để làm cho bụng nhỏ lại á. Chườm hoài cái đầu quay ra nói chồng ơi chắc vợ có bệnh rồi. Mà lỡ này tôi nghi tôi bị sơ gan cổ trướng hay gì đó. Nghiêm túc. Dạ nghiêm túc. Dạ cái giờ... em còn chăn chối nữa mà. Chăn chối mà gì mà lo quá, bây giờ con mới đẻ ra mà lỡ tôi có chuyện gì rồi sao. Em nghe em khóc luôn. Chết cha rồi, bây giờ bà sao? Nói thôi chở đi khám bệnh. Chở khám bệnh đi. Tôi mà có chuyện gì ông nhớ ở lại em lo cho con nha. Không mà lấy vợ nữa là tôi về tôi bớt tổn chết luôn á. Thiệt lo thiệt. Ui ôi cái bụng, trời không bụng lùm nó bự á. Đẻ rồi mà bụng cứ bự á. Cái chở lên bác sĩ, vô bác sĩ, ủa có bầu tháng thứ ba rồi phải không? Chỉ luôn, chỉ quạo à. Trời ơi. Vậy là hai đứa lấy nhau được mấy năm ta? Dạ tính ra năm nay năm thứ tư rồi. Đứa nhỏ năm, này nhiêu rồi? Dạ ba đứa nhỏ một tuổi. Một tuổi rưỡi. Dạ đứa lớn là ba tuổi rưỡi. Bốn năm các em cũng đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm đúng không? Vậy thì bây giờ đến cái phần gọi là vạch mặt nhau. Đó. Chuyện là như vậy. Em nào giờ là một người đàn ông nghiêm túc. Chồng đi làm, nhà ở Bình Dương, thương vợ lên Bình Dương ở rồi chạy về Sài Gòn đi tới lui làm. Bữa đó quay ở Thủ Đức thì có chụp hình để đưa lên Zalo á. Xong cái bả vô bả like đúng không ạ, chồng gắng làm nha, cúp điện rồi hả chồng, bả like xong tự nhiên bữa đó Nhật Cường đưa một cái clip ảnh đi sinh nhật ai đó đưa lên mạng cũng ngày đó luôn. Alo ông gì đây, tụi em lý gì lý vậy, tự nhiên là chưa gì lý gì, phải có lý do chứ lý gì, để tôi về chạy về tới nơi ông trả lời đi, cái gì trong này ông đi với Nhật Cường nè, ông đi sinh nhật ông kêu ai là bà xã. Cái bà đưa nguyên clip bà coi 20 phút em coi hoài luôn. Ủa tôi nằm chỗ nào nè, tôi không thấy tôi rồi đó. Ông không thấy ông hả, ông nói sao nè, cái khúc này nè tự nhiên có giọng nào đó kêu bà xã ơi đi về bà xã ơi, giọng ông đúng không mà y chang chị. Trời ơi, y trời. Chang nguyên đêm em nằm em nghe cái clip đó hoài luôn. Em tua đi tua lại, em nói phải em phải nói là phải khẳng định đúng là ổng rồi, em mới điện cho ổng là em rồi ly dị liền. Trời ơi mà chỉ nghe cái giọng thôi luôn. Tức quá trời tức, trời ơi, giọng không phải của tôi. Mà đây được cái là khẳng định là đó là điều chân lý, không bao giờ sai được. Rồi cuối cùng coi như làm sao mà em được minh quang? Thì em minh quang là nhờ cái Zalo.
May mắn là em úp hình Zalo chứ bữa đó không có cái Zalo là chết. Nhưng mà biết hồi xưa 10 phần giờ còn mấy phần? Giờ là em bớt luôn á, em không có còn ghen nữa. Trời bây giờ là hết bớt rồi đúng không? Bây dạ. Vậy thì cái sự cố mà đợt đó mà đi đột quỵ đó là cái sự cố gì? Dạ để kể cho nghe nữa. Rồi. Đó. Chuyện nó là như vậy không? Đây. Giận Facebook. Thì Facebook mình là nghệ sĩ mà khán giả vô nhắn tin thì cũng phải trả lời cho lịch sự này nọ đồ cái nhỏ đó nó cũng vô duyên nhắn ông xã trời ơi cái con xỉn rồi xã nào cướp máy bà mở ra bà thấy bà chửi con nào ông xã nào ly dị có câu làm hoài ly dị nữa trời ơi trời tức quá mà ra cãi không được trời ơi tôi có biết này là ai đâu vô nó nói kệ nó đi chứ quan tâm nó làm gì chửi đồ ly dị này nọ cái tức quá lấy xe lúc đó có chiếc xe hơi đó lao từ Bình Phước lao về Sài Gòn lao ao 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 về Sài Gòn vô uống ba lon xỉu luôn đó tức đột quỵ đó cái lần đó xỉu đó. Luôn ngay đó đột quỵ luôn em tưởng là sáng ngày em ở trên bàn thờ em ngó xuống rồi đó để chứng kiến là vợ tôi ghen luôn mà vợ khi hay tin vô nhập lúc viện đó. Thì sao dạ lúc đó em khóc ở nhà em khóc hết nước mắt em mới sanh đứa bé sau cơ có 1 tháng à nằm niệm Phật trong nguyên cả buổi sáng không á xuống thăm ổng được ổng còn giận em rồi em điện cho ổng không bắt máy em cũng không biết làm sao hết mà giờ em đi không có được tại vì có mình em hai đứa nhỏ đó là đứa nhỏ cơ mới sanh ra được khoảng 1 tháng 2 tháng không có 1 tháng à thì cũng may coi như là trời thương đó đúng không? Trời thương nó chứ thương. Nếu như mà lúc đó mà bệnh viện rồi mà gục trên xe là chết mình là chết mà, ta là chết luôn ghê lắm bởi vì cái ghen nó rất là tai hại nên sau này mình phải suy nghĩ nó thật kỹ và tỉnh táo khi ghen phải sẵn kể luôn đi nè đã tật ghen nè rồi còn tật xấu gì không hết rồi một đó thôi dạ chỉ một cái một đó thôi à, vợ con là number one mà trừ nhẹ nhẹ xíu thôi thiệt không thiệt nghiêm túc tới em đó Quyên có tật xấu gì không ổng có thật sao ít cũng ít chứ không có nhiều chưa? Em nói rồi thôi đi em ổng chứ là nhậu về cái ông ngủ ông ngái á cái em lấy cái phủ trang ra tới cái em bịch lại cho ông thở trong đó cho ông ngái mình ổng vậy trời ơi nó tắt thở gì đó cũng vài lần rồi dạ đưa cái gối đè luôn là xỉn đó dạ xỉn bịch, về là không tắm nhưng mà sau cái lần đột quỵ đó là còn xỉn không còn đi nhậu không dạ không ít lắm lần đó nó hứa rồi là con không nhậu nữa con không xỉn nữa đó dạ không bỏ luôn thiệt bỏ hút thuốc luôn bỏ coi như cái ngáy đó mình bỏ qua cái đó không phải là tật xấu cái đó là cái tật của người ta rồi cái gì nữa nè có bê bối có bừa bộn bừa ăn bộn ở, có bê sạch bối sẽ là, không là, hay là ở dơ là như nào ở dơ có dơ đỉnh là bê bối đi về là quần áo dục ra dục tùm lum hết là em phải đi theo là em dọn rồi nè nó nghe nè rồi có phụ vợ nấu ăn hay không dạ không có nấu ăn tự hai chồng thích nấu ăn á nấu ăn ngon không nó ngon mỗi lần nấu là 200 cái lộn sao vậy? Cái sở thích ổng khác ví dụ em ăn mặn mà ổng thì ăn vừa cái là ổng không có chịu nêm theo ý của em trời ơi bắt em ăn muốn chết luôn bây giờ mới mập được vậy chứ dở hay ngon bắt em ăn muốn chết mà em không ăn là giận là gây lộn hay giận nữa hả giận lắm ôi. Giận hờn với ông nít gì nhõng nhẽo đủ đây thứ nè em là chúa hay giận à, giận lắm không thích là vali đồ đạc bỏ vô bỏ vô đi đi mà đi ra tới cửa không kêu lại tụi quay vô y chang vậy luôn đó tự quay vô á dạ. Thiệt có nghĩa là mỗi lần đi là phải đi nhấp hả nam nhấp coi xem có kêu hay không phải kêu hay không mà có lần nào mà em cho nó đi luôn không thì đó dạ, có vài lần mấy lần trước kêu thôi chồng ơi đừng giận đừng bỏ vợ về Sài Gòn cảm thấy lên lần này thôi nha đó. À, lần này thôi nha là vô là vợ chồng về làm riết bị lờn có một bữa em cho đi luôn sao, có một sao, bữa sao? Em tức quá em nói thôi ông đi luôn đi ông cái lần nó đó nào lỗi đi là của em hay là của ai hai chồng chỉ cái lộn chuyện nấu ăn rồi vậy đó mà ông cứ la làng rồi ông cứ la em bực bội quá em nói sao lần nào cũng vậy mỗi lần cái lộn cái vô lấy vali lấy quần áo thằng Ben là để vô đi cái em không thì mang nỉ nữa cái ông thấy em năn nỉ cái ông càng hốt vô em nói rồi để khi taxi giùm cho rồi đi em nói dạ. Sao đi được rồi đi mất vợ sao ông rồi, đi đã tới quay vô liền quay vô mặc cái lúc quay vô em lấy cái cớ gì mà em quay vô mặt hàng lắm quay vô do bộ kiếm gì đó trời kiếm hoài luôn không biết kiếm gì luôn bớt điện thoại rồi tùm lum rồi ghiếc rồi bị lờ rồi không cho đi luôn mà muốn chơi chiêu thác bà tôi uống thuốc chuột tôi chết ôi anh em kể này chưa vui lắm nè ông đi lộn với em có chuyện của nó có cái gì đâu mà phải chuyện mà lớn đâu ông order một chai thuốc chuột về luôn ở trên mạng về ôi em sợ mình chết em kêu trời ơi ba bị gì thấy ba chưa? Ba thấy nam chiêu bị gì cô chưa nhưng thực sự đâu có order cái gì đâu mà em nghe thấy order nghĩa sao rõ ràng dĩ nhiên mà alo chị mang tôi chai thuốc chuột nha ok chị nghĩa là thấy sợ rồi cúp máy bao nhiêu cái gì 3 ngày 3 tiếng thôi
Thôi ba ngày rồi, ba ngày tôi chết được sao? Thiệt luôn. Má, trời. Em sợ quá trời, sợ liền luôn á. Nó nói gì mà em cũng tin luôn. Trời ơi trời. Mặt dữ dững dữ lắm mà nói như thiệt luôn mà. Cái em đại cái em năn nỉ thôi chồng ơi, vợ vợ sai rồi mốt vợ không vậy nữa thôi mà. Vậy là xìu liền. Xìu xuống liền. À chuột ơi, đừng lại giờ tôi nha. Ông chồng cục của Nam ơi Nam. Thiệt. Ơi dễ thương quá. Rồi, rồi có nhõng nhẽo không? Có nhõng nhẽo không? Nhõng nhõng nhẽo lắm, đi làm về mà em không sức dầu, không hung một cái là có chuyện nữa. Thì sao? Ô, phải nực. Ý là thủ tục vậy đó. Có nực nữa không? Đó thì em mới âu ý mỏng bữa nay em về mà em mệt quá, mắt chăm hai đứa con em lăn ra em ngủ là có chuyện rồi. Là giận. Giận là giận rồi không mà kiếm giận. Chuyện. Giận. Lại dọn đó. Đồ vali đi chứ. Cuộc đời em gắn liền với cái vali mà. Có cái vali của nhà em là lúc nào cũng ba cái để gửi tủ đồ ổng á. Thật sự ra em nói nghe là thật sự ra vậy nè, là vợ em không có sợ em đi nữa. Mà mỗi lần là em dọn đồ vô vali là bà dọn lại cực. Nó làm ngay vậy. Chứ không phải là bà sợ em gì đâu. Cứ mỗi lần thôi mà sau này bà vậy nè. Thôi mà. Đúng rồi. Cứ kéo gì hồi nữa cái tôi sắp lại mệt lắm. Em cứ ôm ra là cái em phải sắp đại em mệt lắm. Rồi ông bắt em nựng sao? Bắt nựng sao đâu làm thử coi chị không tưởng tượng. Trời cái ơi. Sao đâu Nguyên đứng lên nựng thử sao? Không Nguyên. Làm y như. Đây, đây nựng đi. Đó, đó nựng đi. Mặt em phải vậy đó. Nhưng mà em khoái à. Khoái, khoái những cái như vậy á. Rồi giờ em mong muốn nó thay đổi gì? Em mong muốn là ông bớt khó lại. Khó hả? Dạ khó nữa, ông khó lắm dù. Là trong vợ chồng là đứa nào kèo trên, nào kèo dưới? Kèo đây, trên đó. Đây, đây. Em rất dễ chịu sao cũng được. Nhưng mà qua miệng Nam nó kể anh nghe đó. Sao thế em đó, là em là kèo trên đó nha. Em mà khi nào mà em mà nổi điên lên á là ông mới nghe em. Còn em liền. Mà xìu là ông lên. Dạ, xuống liền. Em chỉ mong muốn ổng mà đừng có như vậy nữa. Dù vợ chồng không có cái gì á thì nói với nhau, không hài lòng em gì á thì ờ vợ ơi vợ sai cái này vợ sai cái kia thì nói với em thì cũng nói với nhau đó. Nhưng mà tại vì cái tông nó hơi cao xíu thôi. Ồ phải hiểu vấn đề chứ thực sự đâu em muốn cãi lộn đâu đúng không Thu? Còn gì nữa không? Dạ vậy thôi chứ chứ chồng em lúc nào là cũng tuyệt vời hết. Lúc nào là cũng là gia đình là số 1. Có mong muốn rằng là hiện nay đó tại vì Nam đã từng bị đột quỵ rồi. Dạ. Thì có nhân đây có nói mong muốn sức khỏe nè, tập thể dục này không? Nói luôn đi. Dạ thì em cũng mong ảnh là bớt bớt nhậu nhẹt lại, giữ gìn sức khỏe. Lúc nào cũng là biết thương yêu gia đình, vợ con. Nam thì Nam mong muốn Nguyên thay đổi điều gì? Dạ đối với em thì em muốn vợ em cứ về hoài đi. Dạ. Tại vì sau 4 năm qua vợ em vậy thì em cũng đã sống hạnh phúc 4 năm qua rồi. Ừ. Cái chuyện ghen cũng vậy thôi, cứ ghen như vậy. Tại vì những lúc mà bả không ghen á, tự nhiên em cảm thấy em bị thiếu thiếu gì đó. Khoái cảm giác bà ghen là mình có giá lắm đây nè. À. Để mình được lên. Cái kiểu vậy á. Bữa nào mà con đi quay mà không thèm nhắn tin, không thèm gì á là bữa đó là con về kiếm chuyện nữa. À. Tại sao không nhắn tin cho tôi? Có luôn đó. Mà trước đó là cãi lộn là sao bà nhắn tin mà làm phiền tôi quá. Nói chung là con dạng khó chịu lắm. Cũng đẻ ngược đó. À. Thực sự là tại vì hai đứa lấy nhau mới có 4 năm thôi. Dạ. Mà cái kiểu cuộc sống vợ chồng á nó còn phải song hành với nhau mấy chục năm lận. Chứ không phải là 4, 5 năm hay 1, 2 năm. Thì thành ra cái mà cần thay đổi trong cuộc sống của hai đứa bây giờ chỉ là như thế này. Nam phải biết giữ gìn sức khỏe. Dạ. Cái đó là cái quan trọng nhất. Dạ. Vấn đề của gia đình mình bây giờ chỉ là sức khỏe. Ừ. Của Nam cũng như là của Nguyên. Dạ. Nguyên lo chăm chút hai đứa nhỏ cũng cực lắm chứ không phải là không. Đó thì cái vấn đề hai đứa chỉ có như vậy thôi mà cố gắng. Bất kể lúc nào có thể giữ được sức khỏe cho nhau thì phải giữ. Ừ. Có muốn nói gì vợ nữa không nè? Một câu hứa hẹn. Đó. Nói cái gì đó cho thật là romantic coi. Tự là thời gian qua thì 4 năm trời sống với nhau thì chồng cũng cảm ơn vợ đã dành thời gian chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Chồng biết sai rồi nhưng khó nó là cái tính thì từ từ bỏ, còn bỏ không được thì chắc cũng dọn vali mấy lần nữa. Nhưng mà hằng sâu trong cái đó là sự yêu thương vô bờ bến của tôi dành cho bà ấy với hai đứa nhỏ. Mong là sau này tôi sẽ dẹp luôn cái vali. Ôm vợ cái đi. Ôm cái đi nào. Đứng cứng như cây củi vậy đó. Rồi, cảm ơn hai em. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc hoài nghe.